Nếu lúc chưa xong mà không là không xong, cớ sao chẳng nói thư xong là xong. Nếu chưa xong là không xong, tức là chưa xong là nó đâu có gì. Mà chưa xong là không xong thì như vậy là không xong, chưa xong tức là không có xong. Không xong là không xong thì nó cũng như không. Hai cái là lẫn hết, thì cũng như nói như không, như không. Thư xong nó không xong, thì bây giờ thư xong nó cũng là không xong. Có nghĩa gì đó. Cho nên nói là nếu lúc chưa xong là không xong, cớ sao chẳng nói hư không là xong. Tự nhiên hư không nó là không xong, không xong mà bây giờ mình nói cái chưa xong là không xong, thì chưa xong tức là nó không có. Bây giờ chưa xong là không có, mà không có thì nói không xong chứ nữa. Đó thì tự nhiên nếu mà không có nói không xong thì không khác nào nó hư không là xong. Đó là lớn nhà bẻ. Thì khi mà bẻ những cái nạn dính này rồi, tức là cái ý ngầm ý giải thích hay là bác cái nghĩa người thế gian thường chấp trong nhân có quả, trong nhân không quả, đó, rồi cãi với nhau, hoặc là trong nhân có quả, hoặc trong nhân không quả, chấp một cách cố định, thì cái cố định đó đều là sai lầm. Để như vậy, để thấy rằng tất cả đó tùy duyên hợp thì có, không duyên thì không, mà duyên hợp thì có thì để thấy là không có thật tánh. Mình đừng chấp cố định đó. Nếu chấp cố định là trật. Vì vậy cho nên ở đây Phật mới khen lầm thai này thiện nam tử, chẳng sanh mà sanh không thể nói được, cho đến sanh mà sanh cũng không thể nói được, sanh cùng bất sanh đều không thể nói được. Vì cái sao? Dù có nhân duyên nên cũng có thể nói được. Dù có nhân duyên nên cũng có thể nói được. Nguyên cái chỗ đó nó không thể nói được. Tại sao? Vì nó không thật, không có cái cố định, cho nên không thể nói được. Nói ra đều là không trúng đó. Vì vậy mà không thể nói được. Nhưng cũng có cái duyên cớ để mà nói được. Cái duyên cớ nói được như nói thế nào? Đây Đức Phật mới giải thích. Thế nào là chẳng sanh mà sanh chẳng thể nói được? Đó là Ngài đặt câu hỏi để là Ngài giải thích. Chẳng sanh lại gọi là sanh, làm sao có thể nói được? Vì nó sanh đó. Thì như vậy cái câu này nghe dễ hiểu là khó. Thế nào là chẳng sanh mà sanh chẳng thể nói được? Thì nói rằng chẳng sanh lại gọi là sanh, làm sao có thể nó được? Vì nó sanh, nghĩa là nguyên trước khi nó không có, bây giờ nó có, căn cứ vào thế đế mà tạm nói nó là sanh. Đó là nhìn theo cái mắt thế tục đó, gọi là theo cái nhân như thế tục mà nói nó là sanh. Chứ còn trong cái chân lý thì cái đó chưa đúng đó. Nhưng mà đây là căn cứ vào thế tục mà nói, cho nên nghĩa là nó nói ra thì gọi đó là sanh. Đó là căn cứ theo thế tục. Thế nào là sanh mà sanh chẳng thể nói được? Vì sanh mà sanh nên là sanh, vì sanh mà sanh nên là chẳng sanh cũng chẳng nói được. Mấy cái này, mấy cái câu nghe biết lỗ tai. Học cái này là học Trung Quán không có. Còn muốn học Trung Quán và học cái này thì thấy cũng có cái tương tự. Đây tôi lặp lại cho thấy. Thế nào là sanh mà chẳng sanh, sanh mà chẳng sanh chẳng thể nói được? Cái đó không thể nói được làm sao? Đây Ngài giải thích. Khi sanh, sanh thời tức là khi sanh á, gọi là sanh. Khi mà sanh ra thì gọi là sanh. Sanh chẳng tự sanh. Vì khi mà sanh ra như vậy không phải tự nó sanh tức là không phải tự nó sanh, mà do duyên hợp, chứ không phải tự nó mà nó có, nên không thể nói được. Bởi vì duyên hợp, đủ duyên hợp thì nó có ra thì gọi là sanh. Mà thiệt là đủ duyên hợp thì nó có, thành ra cái đó không cố định cái nào sanh cái nào. Cũng như tôi nói hôm qua, nói cái gì sanh cái bàn này thì quý vị nói là sao? Người ta là ông thợ sanh ra cái bàn. Thì nếu ông thợ sanh ra cái bàn, ta tưởng tượng thợ là cây, thấy không? Cây sanh cái bàn đâu, nhưng mà không phải.
đó, rồi có người đấy chay thành chú bàn, nhưng mà nếu cái thành chú bàn tự theo như thành chú bàn được không? Không được, thành ra nói cái gì cũng trúng hết, mà biết duyên hợp nó có như nguyện, không cái gì thành cái gì. Thành ra mình nói một cái đều là nói cái phí nguyện, chưa phải là chân lý. Như vậy mà ở đằng sanh mà nó không tự tham tự cái bàn thành cái bàn không được. Mà đã là nhiều cái thế hợp thì khắp nhiều cái khác không cứu được lần thế nào hết. Đó. Vì vậy chúng nó là nguyên thanh thì nguyên dưỡng, nó không có tuyệt. Vì vậy nó là chẳng tâm. Thân chẳng tự tâm nên chẳng thể nói được. Thế nào là chẳng tâm mà chẳng tâm? Chẳng tâm mà chẳng tâm? Chẳng thể nói được. Chẳng tâm gọi là niết bàn. Vì niết bàn chẳng sanh nên chẳng thể nói được, vì niết và do tu mà chứng đạt. Vì về niết bàn nó không sanh, bởi không sanh vì sao nó không sanh? Bởi vì nó không hình tướng nên nó không sanh, mà không hình tướng mà nó cũng không có việc, không sanh đâu việc cho nên không sanh mà chẳng sanh. Nghĩa là nó luôn luôn không có sanh không có việc cho nên là không sanh và chẳng sanh mà chẳng sanh. Mà cái chỗ đó nó thoát ly ngôn ngữ, vì ngôn ngữ mình chỉ bàn luận đến những cái sinh diệt, còn cái đúc sanh đúc diệt thì không còn ngôn ngữ nào mà bàn đến được. Ví dụ như tôi nói ra mỗi một cái gì diễn tả một cái gì thì cái đó đều do mắt tôi thấy, cho tai tôi nghe, do cái suy nghĩ tôi đến mà tôi nói. Còn nếu bàn thì mắt không thấy, tai không nghe mà suy nghĩ không đến nữa thì làm sao mà có cái mà nói là được. Vì vậy cho nên nói rằng niết bàn không có thể nói được. Chẳng gọi cái chẳng sanh gọi là niết bàn đó. Vì niết bàn chẳng sanh nên chẳng thể nói được. Nhưng mà không nói được đó không phải hoàn toàn không, vì niết bàn do tu mà chứng mà chứng đặng. Thì như vậy nó cũng không phải là không có, mà chỉ có người tu mới chứng được. Tuy không nói được mà có chứng được. Thế nào sanh mà chẳng thể nói được? Vì sanh vốn là không đó. Vì cái sanh vốn là không. Tại sao vậy? Tại sao cái sanh vốn là không? Nghĩa là sanh là có chứ. Mà tại sao ở đây nó sanh vốn là không? Bây giờ tôi nói lại, căn cứ vào con người thì gọi là sanh, căn cứ vào sự vật thì gọi là thành. Ví dụ như cái bàn gọi là thành, còn con người thì gọi là sanh, hay là con thú rồi các cái loại động vật thì gọi là sanh, còn các cái hình tướng sự vật thì gọi là thành. Bây giờ cái bàn thành cũng như cái sanh, bây giờ cái bàn này thành á, bây giờ mình gọi là cái bàn thành, như là ông thợ gỗ này kia nọ đóng thành cho cái bàn, thì thành cái bàn có như cái bàn sanh ra. Nhưng mà thật ra cái bàn này nó thành, nó thực có cái bàn thành hay không, thì nếu dùng con mắt trí tuệ mình chia sẻ ra thì tình bộ phận ráp lại có một cái hình tướng tạm gọi là cái bàn thành. Cái sự có cái gì thành đó, chỉ là nhiều bộ phận tạm ráp lại gọi là cái bàn thành, chứ thực thể cái bàn nó không có, chỉ là một mớ duyên hợp lại đó. Thì đó là thành cái bàn. Để qua con người chúng ta cũng vậy, nói chúng ta sanh thì đó là cái nhìn trên hình tướng, chứ còn nếu xét cho tột cùng thì cái sanh này nó không có cái thể nhất định, vì trong đó nó ráp lại nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái nó chung hợp thì gọi đó là thân của ta. Nhưng mà thân của ta đó nguyên nó không có thật, do năm quẩn chung hợp và tạm nói là có. Thì cái không thật đó thì gọi đó là không có tự thể, không có tự tánh. Mà bởi không có tự tánh thì nói sanh nó không thể được. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng vốn là không. Không đây mình đừng có tưởng là không nghe, không nhớ, mà không đây là không có cái tự tánh nhất định của nó, chỉ là duyên hợp có như quyển, cho nên gọi là không.
thế nào là chẳng sanh mà không thể nói, không thể nói được, vì có chứng đoạn. Đó, vì cái chẳng sanh nó là chỉ cho niết bàn, nhưng mà niết bàn mình còn chứng được, tuy chẳng sanh mà có chứng được, cho nên cái đó mình không thể nói được, tức là không thể nói nó là không nghe được. Thế nào là vì có nhân duyên cũng có thể nói được? Người pháp nhân duyên làm sanh tác nhân, do đây nên cũng có thể nói được. À, nghĩa là nói rằng vì có nhân duyên có thể nói được là căn cứ vào người pháp làm nhân làm duyên, cho nên các pháp ở giữa thế gian này nó hiện hữu. Thì như vậy đó, cái căn cứ trên cái nhân duyên hòa hợp nên tạm có thể nói được. Thầy Thiện Nam Tử nghe ông chế nhập thậm thân không định, vì đại chúng căn trí tận lực. Ở đây Đức Phật yêu cầu ngài Bồ Tát Vô Úy Lưu Ly, không phải Vô Úy chứ. Và nghe là Phật thấy rằng những cái lối lý luận ở trên á là cái lối lý luận của cái gì, tức là của cái Bát Nhã không định đó. Tức là cái định mà của trí tuệ Bát Nhã thấy tất cả pháp không có tự tánh á. Thì nói cái đó thì e rằng cái hội chúng căn trí trọng lực của nghe không nổi. Cho nên Phật yêu cầu ông chứ đó nhập cái thậm thâm không định, vì đại chúng căn trí trọng lực. Này Thiện Nam Tử, pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường nên sanh cũng vô thường, trụ cũng là thường, do sanh mà sanh nên trụ cũng vô thường, dị cũng là thường, do pháp vô thường nên dị cũng vô thường, hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường. Thì như vậy là sao? Ở đây là Đức Phật căn cứ vào cái pháp bên ngoài. Ở trên là nói về thân, tức là nhìn vào con người. Ở đây Đức Phật nhìn ra sự vật. Sự vật thì có bốn tướng: thần, trụ, hoại, không. Thì bây giờ Đức Phật căn cứ vào bốn tướng đó mà nói. Thì ngài nói rằng pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường nên sanh cũng vô thường. Thì như vậy nghe nó thật là khó hiểu. Tại sao sanh đây tức là thành đó, hồi nãy tôi nói sanh trụ dị diệt hay là thành trụ lại không? Ở đây căn cứ vào con người hay chúng sinh thì gọi là sanh trụ dị diệt, căn cứ vào tự vật thì gọi là thành trụ hoại không. Ở đây dùng mấy cái chữ nó hơi lẫn lẫn, như thân trụ dị rồi hoại, nó lẫn lẫn, cái sinh từ lẫn lẫn. Chứ còn đúng ra thì nơi khác giảng tạch rõ hơn là thân trụ dị diệt, còn nó thành thì trụ hoại không. Bây giờ ở đây cái pháp sanh, pháp hữu vi sanh cũng là thường, do trụ vô thường. Rồi nói rằng thân cũng vô thường, bởi vì cái trụ vô thường nên cái thân cũng vô thường. Thì bởi vì thì quý vị nhớ cái chỗ này, đây là Đức Phật ngài muốn nói thấp đi, tức là căn cứ vào cái căn cơ trọng lực của những người thường mà ngài muốn nói cho người ta dễ biết dễ hiểu. Bởi vì cái chân lý nó có chia ra nhiều loại chân lý, chân lý cứu kính và chân lý chưa có cứu kính, thì chân lý tương đối. Bây giờ sanh trụ dị diệt đó là một lẽ thường, phải không? Sanh trụ dị diệt đó là lẽ thường của chúng sanh. Chúng sanh nào có ra đều phải chịu cái luật sanh trụ dị diệt hay là sanh lão bệnh tử. Đó, cái đó là một lẽ thường. Đó là một lẽ thường. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói sanh cũng là thường, thì đó là một cái lẽ thường, là người sanh ra
nhưng là vì cậu do cậu vô thường nên sanh vô thường, nhưng mà sanh là lẽ thường, nhưng mà vì sanh rồi phải qua cậu, qua thời gian cậu, thì như vậy cái cậu đó từ cái sanh mà chuyển qua cậu thì trở thành vô thường, mà qua cậu là vô thường thì cái sanh đó mình đã thấy là vô thường, tức là nó có đổi rồi, từ sanh chuyển qua cậu, cậu cũng là thường, vì cái sanh cậu đó là cái lẽ thường, cho nên nó cậu cũng là thường, do sanh nên cậu cũng vô thường. Nếu cậu là cái chỗ, là cái chỗ dừng lại, thì như vậy sanh và cậu đều là cái thất thường của chúng sanh. Nhưng mà dù đối đãi có sanh có cậu thì cậu từ sanh chuyển qua cậu thì nó vô thường, từ cậu chuyển qua sanh thì nó cũng thành vô thường, cho nên cậu cũng là thường, do sanh mà sanh nên cậu cũng vô thường. Bởi vì cậu nó là lẽ thường, nhưng vì có sanh rồi mới có cậu thì sanh và cậu cái đó đều là bất đổi, từ trước đổi qua sau, từ sau đổi lại trước, mà nhìn vì vậy cho nên thấy nó cũng là vô thường. Vị cũng là thường, do pháp vô thường nên vị cũng vô thường. Vị tức là lẽ thường, sanh tựu vị diệt á, hay vị hoại. Từ mình tôi nói lại một lần nữa, vì cái chân lý thường của chúng sinh ở giữa đời này, sanh, già, bệnh, chết, đó là bốn cái lý thường, có phải không? Bốn cái lý thường đó, cho nên nói rằng sanh là thường, tự là già là thường, bệnh là thường, chết là thường, cái đó là cái lẽ thường của chúng sinh đó. Nhưng mà tại sao nó thành vô thường? Bởi vì sanh rồi nó chuyển qua già, già rồi nó là bệnh, bệnh rồi nó chết, vì vậy cho nên từ sanh mà nhìn ra già thì nó trở thành vô thường, già cả nhìn lại sanh nó là vô thường đó. Vì vậy cho nên từ cái thường nó biến thành cái vô thường là vậy đó. Cái dị cũng là thường, do pháp vô thường nên dị cũng vô thường, hoại cũng là thường, do trước không nay có nên hoại cũng vô thường đó. Thì như vậy hiểu cái ý trước thì sao không còn khó nữa. Ngài Thiện Nam Tử, vì trí nơi tánh nên sanh cậu dị hoại đều là thường đó. Vì căn cứ cái tánh của nó thì sanh cậu dị hoại đều là thường, vì niệm niệm diệt nên không thể nói là thường. Vì đại niết bàn này có thể giết diệt được nên gọi là vô thường à. Thì theo cái chỗ này Đức Phật ý Ngài muốn nói rằng sanh, trụ, diệt, hoại bốn tướng đó nó tự tánh nó là thường, hay là cái thể tánh nó là thường. Nhưng mà vì niệm niệm sanh diệt cho nên nó không còn thường nữa mà nó biến thành vô thường. Đó. Vì đại niết bàn này có thể giúp được diệt được nên gọi là vô thường. Từ chính cái chỗ này quý vị nhớ lục tổ mà khi hỏi cho Ngài Pháp Đạt cái ý nghĩa gì, quý vị nhớ không? Ngài hỏi Phật tánh sao? Ngài hỏi Phật tánh là thường hay là vô thường? Bởi vì ông đọc kinh Nhất Bàn, ông không hiểu về cái chỗ mà Phật nói về Phật tánh là gì đó. Nhưng mà Ngài hỏi về Phật tánh là thường hay vô thường? Theo kinh Đại Nhất Bàn nói, rồi ông nói Phật tánh là thường, phải không? Thì Ngài giảng Phật tánh là vô thường. Thì như vậy thì ông nói trong kinh rõ ràng nói Phật tánh là thường, tại sao Ngài nói là vô thường? Thì ở đây chúng ta đọc rồi thấy rõ ràng Phật tánh thật là thường. Như mấy cái đoạn trước nói Phật tánh là không tướng, không hình dáng, không sanh diệt, thì tức là Phật tánh là thường. Nhưng mà nếu mình mê thì lăn lộn trong sanh tử, thì rồi khi mình ngộ, mình phát tâm tu hành tiến tới được thành Phật, thì như vậy đó
Phật tánh là thường, nhưng mà rồi trong thiên mê mình tạo hưởng chúng sinh, rồi ngộ mình trở lại tu thành Phật, thì như vậy có đổi thai. Nó có đổi thai tức là vô thường, thấy không? Như vậy cho nên nhà nói Phật tánh là vô thường. Nếu Phật tánh là thường thì ông cũng có pháp không vừa đề được. Tôi như vậy bây giờ ông đương mê nè, mà ông đương mê ông nói Phật tánh là thường, thì Phật tánh ông ở trong cái mê đó là thường, thì như vậy thì ngày nào ông cũng ra khỏi mê. Nếu là thường thì cứ vậy luôn, mê xuất kiến. Bây giờ ông có pháp tâm về đề, tức là từ lên mê mà chuyển thành giác, thì tất nhiên nó phải vô thường. Thành thử nói thì nói vậy, mà bây giờ rốt cuộc rồi thì sao? Nếu mình biết thì nói thường nó vô thường cũng đúng, mà nếu mình không biết thì nghe không nói thường mình chống là thường, nghe nói vô thường mình chống là vô thường, thì cái nào cũng đặt hết. Thì như vậy là biết là sao? Tức là biết là trên cái thể tánh, Phật tánh là không hình không tướng, không sanh không diệt, thì cái thể nó là thường. Nhưng vì chúng sanh mê, mê cái Phật tánh đó, cho nên nó làm lẫn rồi sao mới phát tâm? Thì như căn cứ trên cái mê, rồi trả lại giác đó, thì thấy nó là vô thường. Thì như vậy, thể tánh của Phật tánh là thường, nhưng mà trên cái tướng dụng đó, nó có vô thường. Thì như vậy mình hiểu tạnh thường thì không có nghi, còn không hiểu là nghe nói thường cái mình chấp là thường, nghe nói vô thường mình chấp là vô thường. Phật lại nói sao? Vì đại niết bàn này có thể giúp việc được nên gọi là vô thường. Thì rõ ràng niết bàn hả? Tạm trước mình thấy rõ ràng Phật nói niết bàn là thường, thường lạc nó tỉnh. Mà vì sao mà ở đây Đức Phật lại nói nên lại gọi là vô thường? Vì giết diệt được, bởi vì nhân nơi đại niết bàn mà mình diệt được tất cả cái phiền não, tất cả những cái vô minh che đậy, thì diệt sạch để những cái đó thì biết nhiên thấy niết bàn vô thường, phải không? À, vì vậy cho nên nó là niết bàn, cái tánh nó là không sanh, nhưng mà vì nương nơi niết bàn chúng ta giúp được tiền não, thì như vậy cho nên niết bàn cũng gọi là vô thường. Cũng như vậy bốn cái tánh sanh tử dị diệt nó không có cái tánh nó là thường, nhưng mà vì đối đãi với nhau niệm niệm sinh diệt cho nên nó là vô thường. Thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa đoạn này này, giữa năm tử pháp ngũ lậu lúc chưa sanh đã có tánh sanh, vì thế nên sanh có thể sanh được. Pháp vô lậu vốn không tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. Vì cái pháp hữu lậu nguyên nó tự thể của nó là sanh là diệt, diệt là sanh, bởi vì sanh diệt luôn luôn hết, cho nên nói rằng nó có cái thể tánh sanh. Vì sao? Vì nó có tánh sanh cho nên nó mới sanh được, chứ nếu không có tánh sanh thì làm sao mới sanh được. Vì vậy cho nên pháp hữu lậu là cái pháp sanh, sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh, tức là đời này đời kia nó tiếp tục nối luôn nhau. Còn cái pháp vô lậu không có tánh sanh, vì thế nên sanh không thể sanh được. Được pháp vô lậu vì nó không có tánh sanh, bởi vì nó không có diệt cho nên nó không có sanh, nó sanh cho nên không có thể nào nói nó là sanh được. Như lửa có tánh nóng, như lửa có tánh nóng sẵn gặp duyên thời điểm phát ra lửa, mắt có tánh thấy đủ duyên thời thấy. Sanh pháp của chúng sanh cũng như vậy, do tánh sẵn có gặp nhân duyên của nghiệp cha mẹ hòa hiệp, thời gian có sẵn, lưu ly và tác cùng tám muôn bốn ngàn đã về tác nghe pháp này rồi dọt thân lên hư không cao bảy cây đa la, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn: tôi nay nhờ Đức Như Lai ân cần dạy bảo, do đại niết bàn và đặng tỏ ngộ ý nghĩa, nghe chỗ chẳng nghe cũng làm cho tám muôn bốn ngàn Bồ Tát này hiểu rõ những nghĩa chẳng sanh mà sanh nhân của các pháp. Thì như vậy nghĩa là Bồ Tát luôn đi tới đây ngộ, nhưng mình tới đây mình ngộ chưa?
Thưa mình con mờ mờ mình chưa ngỏ. Đó, thì như vậy để thấy mình là phàm. Mình phàm quá, mình chưa có gì của Bồ Tát nổi. Bạch Thế Tôn, hai tay đã tỏ ngộ với thấy như là, nhưng trong hội này có một Bồ Tát hiệu là Vô Quý, em muốn thưa hỏi. Đó, vậy thì xin cho là Bồ Tát Vô Quý hỏi, thành chất thượng. Giờ tới Bồ Tát Vô Quý hỏi, nhớ, quý vị nhớ cái đoạn này là cái phần tướng, tức là tùy thuộc theo cái trình độ căn trí chậm lục của chúng sinh. Mà ở đây nói về cái phần tướng để cho dễ hiểu, cho nên tới ngày Vô Quý Bồ Tát mới cùng với 84.000 Bồ Tát đứng dậy hỏi Phật, thế nào chúng sanh đã cõi ta bà này phải thực hành hạnh nguyện gì để được sanh về cõi bất động? Nói là ở cõi ta bà xấu xa, con người thì yếu kém nhỏ nhất, và tất cả những cái khổ dồn dập, mà cõi kia thì an lành sung sướng tốt đẹp trí khôn ngoan. Thì như vậy đó, như vậy làm sao tu hạnh nguyện gì được sanh về cõi đó? Bồ Tát cõi đó thế nào đặng đầy đủ trí huệ, đầy đủ các công hạnh, có vai đức lớn, trí huệ lanh lẹ, nghe liền hiểu rõ. Thì bây giờ Đức Phật nó giải thích bằng những bài kệ. Giải thích đó, thì tôi có thể tóm tắt lại từng đoạn. Đoạn thứ nhất là Đức Phật nói rằng những người mà giữ giới sát xong thì được tâm tỏ bất động. Đoạn thứ hai thì những người mà không có cướp dịch của người ta mà lại còn bố thí cất chùa làm nhà tăng vân vân để sanh được tỏ bất động. Đoạn thứ ba là những người không phạm tà dâm mà biết bố thí từ bố thí những mà mạ cụ rồi cho những vị tăng từ giới, thì đó được sanh về tỏ bất động. Đoạn thứ tư không có nói dối và không có khủng bố người, đó thì để tâm người phải bất động. Đoạn thứ năm là không có phá cái hòa hiệp tăng, hay là không có phá những cái chuyện tri thức để xa lìa nhiễm thuộc, tức là thường nói cái lời hòa hiệp thì để tâm người phải bất động. Thì cái đó thuộc về cái gì? Cái phần đó ở trên cái nói dối, rồi đó là nói về cái gì quên rồi. Lưỡi đôi chiều tức là không phải giọng ngôn ý ngữ lớn thiệt tình linh quên lớn thiệt. Ở giờ kế đó là ác khẩu. Nhưng như các bậc Bồ Tát thường lìa ác khẩu, nói ra người thích nghe thì được sanh tỏ bất động. Đó, rồi tới cái đó tức là ý ngữ, nhẫn đến lúc giỡn cười chẳng nói lời phi thời tức là ý ngữ dùng những lời chánh pháp thì sanh tỏ bất động. Thấy người đạt được lợi dưỡng thì sanh lòng vui mừng, chẳng sanh lòng tật đó, đó là sanh tỏ bất động. Thì như vậy tức là quý vị thấy ở trên tâm mấy giới, tức là tâm thập thiện đó, chẳng sát sanh nè, chẳng trộm cướp nè, chẳng tà dâm nè, chẳng nói dối nè, chẳng nói hai lưỡi nè, chẳng nói hát khẩu nè, và chẳng nói ỷ ngữ nè, rồi kế là không tật đố, rồi kế nữa là không hại, không não hại chúng sanh, kế nữa là không tà kiến. Thì như vậy đó đều là cái gốc được sanh về cõi bất động. Mà đến sau là Đức Phật tự giải thích thêm, bây giờ tôi tu cái hạnh bố thí nào là đào giếng tốt, trồng cây rậm rạp để bố thí cho những người đi thức thực, đó thì được sanh về cõi bất động. Đối với tam bảo mình cúng đèn hương nhận đến vinh hoa thì được sanh cõi bất động.
Và đối với những người có cái sợ sệt, tức là đây bố thí lương quý, lợi dưỡng cùng phước đức, mình chép một bài kệ kinh này ở thân sở bất động, tức là mình chép kinh chép để mà truyền bá. Nếu bị cầu phước lợi được ở trong một ngày đọc tụng, trì tụng kinh này để thân sở bất động. Nếu vì đạo vô thượng trong một ngày đêm thọ từ bát quan trai thì sanh bất động. Chẳng cùng người phạm tội ở chung, người phạm tội và người quỷ bán đại thừa ở chung thì được sanh cả bất động. Bố thí giúp đỡ cho người bệnh thì được sanh cả bất động. Chẳng lạm dùng của tam bảo thì được sanh cả bất động. Và biết tô tượng Phật nhân dân pháp thì được sanh cả bất động. Nếu vì kinh điển này mà đem thân của cải cúng dường cho người trước đó thì được sanh niềm bất động. Viên chế sợ trừ đặc tụng tạm bí mật của Phật thì sanh cả bất động. Đó là những lý do Đức Phật nêu ra sanh niềm bất động. Và một phần này là phần sự, cho nên nghe dễ hiểu. Ngài vô quý là nghe, rồi Ngài thì hiểu. Đến chỗ này là Ngài vô quý, Ngài trở lại ca ngợi thân đức của cái ngày ca quý Đức Vua Bồ Tát và khéo hay ngoại pháp để rồi nhờ đó, nương đó mà Đức Phật Ngài mới giải thuyết làm lợi ích cho hàng trời người và các bộ. Đức Phật Ngài mới xây ra khen ngợi người ca quý Đức Vua, nói rằng ông khéo lắng nghe với sở dĩ ông phân biệt giải thuyết. Thì quý vị nên nhớ cái đoạn này cũng thuộc về cái phần sự tướng, chứ không phải nặng về lý tánh. Cho nên Đức Phật nói cái đoạn này mình nghe thì dễ hiểu, vì đây là đúng về sự. Vì có nhân duyên nên chưa đến chẳng đến, vì có nhân duyên nên chẳng đến mà đến, vì có nhân duyên nên đến mà chẳng đến, vì có nhân duyên nên đến mà đến. Đó thì Đức Phật nói lại cái đến chẳng đến nhân dân qua cái hình thức của sự tướng. Ngài Trưởng Nam Tử xét về chẳng đến gọi là đại niết bàn. Cái gì chẳng đến thì cái chẳng đến gọi là đại niết bàn, cái đó không thể chẳng đến. Phàm phu chưa đến bởi có tham dục sân nhế và ngu si. Vì hai nghiệp thân và khẩu chẳng thanh tịnh, cùng lãnh thọ tất cả vật bất tịnh, họ vốn tội trọng, quỷ bán phương đẳng đại thừa là hạng nhất chuyển đề, trợ tội ngũ nghịch, do nghĩa này nên chưa đến chẳng đến. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói rất dễ hiểu. Sở dĩ chúng còn phu không đến niết bàn được là tại sao? Chưa đến chẳng đến là bởi vì do còn ba cái thứ độc là tham sân si, và còn hai niệm bất tịnh nó thanh khẩu. Thì do đó lại cộng thêm nào là phạm tội trọng, quỷ bán đại thừa, vì vậy cho nên chưa đến nó chẳng đến. Đó thì như vậy thì rất dễ hiểu. Chẳng đến mà đến là sao? Là bởi vì đại niết bàn do nghĩa gì được đến? Vì dứt hẳn tham dục sân nhế ngu si và tội ác của thanh khẩu, chẳng thọ tất cả vật bất tịnh, chẳng phạm bốn tội trọng, chẳng quỷ bán phương đẳng đại thừa, chẳng làm hạng nhất chuyển đề, chẳng tạo tội ngũ nghịch. Do nghĩa này nên gọi là chẳng đến mà đến. Thì như vậy hai cái phần này nghe rất dễ hiểu. Nó là chưa đến mà chẳng đến là vì mình có mấy cái xấu xa trên. Chưa đến mà sẽ đến, mà đến đó là vì mình giết được những cái thứ sau đó. Bây giờ Phật mới kể, định tu đầu hoàng 8 nguyên kiếp thì đến, tức là hàng tu đầu hoàng mà tu thêm 4 nguyên kiếp, 8 nguyên kiếp nữa thì đến được niết bàn. Định tu đầu hàng 6 nguyên kiếp thì đến. Như đây thì nói hơi khác, như trong kinh A Hàm thì nói tu đầu hoàng còn mấy thêm sanh tử được niết bàn. Còn 7 thang sinh tử được thiết hoàng, tại sao đây lại nói tới 8 nguyên kiếp? Thì đây quý vị nhớ cái niết bàn của Kinh A Hàm
khác hơn cái Niết Bàn của kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì kinh A Hàm là nói cái Niết Bàn của phần A-La-Hán, mà phần Niết Bàn của A-La-Hán đối với kinh Đại Niết Bàn này chỉ là chỗ tạm thời chứ chưa phải là chính. Còn đây là nói cái Niết Bàn cứu kính đó. Vì vậy cho nên hai bên nói nó khác nhau, mình hiểu vậy khỏi có lộn. Vì vậy lên đây mới nói rằng Đức Tu Đà Hàm 8 vuông kiếp thì đến, còn Đức Tu Đà Hàm 6 vuông kiếp thì đến, Bậc A Na Hàm 4 vuông kiếp thì đến, Bậc A La Hán 2 vuông kiếp thì đến. Còn người kia ta nói A La Hán là được Niết Bàn rồi, Đức Chư Phật từ 10.000 kiếp thì đến. Do nghĩa này nên gọi chẳng đến mà đến. Đây là còn ở trên số lượng, cho nên tôi nói là sự đó. Đến gọi là 25 cõi à, chẳng tất cả chúng sanh đều bị vô lượng phiền não che đậy, qua lại chẳng ngừng dường như bánh xe lăn. Đây gọi là đến. Tức đến đây có nghĩa là gì? Là luân hồi, phải không? Luân hồi trong 25 cõi thì gọi đó là đến. Thanh văn nhiên giác và Bồ Tát vì đã đặng lìa hẳn nên gọi là chẳng đến à. Lại ba bậc này vì muốn hóa độ chúng sanh nên thị hiện trong đó nên gọi là đến, cũng gọi là đến, chẳng đến mà đến. Đến chính là 25 cõi, tất cả phàm phu Tu Đà Hoàng những đến A Na Hàm vì phiền não nên gọi là đến mà đến. Thiện Nam Tử nghe chỗ chẳng nghe cũng như vậy, đó chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe. Đây Phật mới giải thích cho dễ hiểu. Chẳng nghe là đã biết bàn, vì chẳng phải hữu vi, vì chẳng phải âm thanh, vì chẳng thể nói thế nào là cũng nghe. Tự giờ nói chẳng nghe, chẳng nghe đó là sao? Vì đã biết bàn là chỗ đó nó không có hình tướng, cho nên không phải là có hữu vi, nó không có âm thanh và nó không có thể nói. Vì vậy nên chẳng thể nghe. Nhưng mà chẳng thể nghe mà nghe thì thế nào cũng nghe. Đây mới đáp: vì đặng nghe danh từ thường lạc ngã tịnh, do nghĩa này mới gọi là chẳng nghe mà nghe. Gốc Niết Bàn là chẳng nghe. Nhưng bây giờ Đức Phật nói cái danh từ Niết Bàn, danh từ thường lạc ngã tịnh thì chúng ta được nghe. Chẳng nghe mà nghe thì như vậy, tức là cái phần cơ nghe Đức Phật ngài giảng về sự, cho nên dễ hiểu. Mà khi giảng về sự thì ngài cao quý Đức Vương ngài sợ mình bị chấp về sự đi, cho nên tới đoạn này ngài cao quý Đức Vương ngài chuyển lại, ngài đặt lên chuyển về lý. Cho nên những câu hỏi ngài giảng lại: Thế Tôn, như Phật nói Đại Niết Bàn là chẳng thể nghe được, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh mà có thể nghe được? Vì người đoạn phiền não gọi là đặng Niết Bàn, nếu chưa đoạn gọi là chẳng được. Do nghĩa này tánh Niết Bàn trước không mà nay có, từ về trước mình chưa đoạn phiền não cho nên mình không được. Bây giờ mình đoạn phiền não thì được, thì như vậy trước mình không được, bây giờ được, tức là trước không nay có. Nếu nói như Phật vậy thì trước không nay có. Nếu trước không nay có thì sao? Nếu pháp thế gian trước không mà nay có thì gọi là vô thường. Thì như vậy Niết Bàn là vô thường, giống như cái bình, cái bồn vân vân, hồi trước nó không có, bây giờ nó nắng nó thành nó có, thì như vậy đó là nó phải vô thường. Thành ra có và trở lại không nên gọi là vô thường. Niết Bàn nếu như vậy sao vậy? Sao lại nói rằng thường lạc ná tỉnh? Đó là mà bẻ lại. Nếu mà nói như Phật vậy, đặt trên cái hình tướng như vậy thì Niết Bàn trở thành vô thường rồi. Đó là cái giả thứ nhất. Giả thứ hai: và Thế Tôn, phàm do can nghiêm mà được thành thành đều gọi là vô thường. Niết Bàn nếu như vậy lẽ ra là vô thường. Những gì can nghiêm Niết Bàn chính là 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng, quán tướng xương tánh và anavana, tức là lục niệm pháp môn đó, lục niệm xứ tức là lục niệm phá tức sáu đại, tức là quán thân tức sáu đại, đất nước gió lửa và thức đó.
do những pháp đó mà thành tựu niết bàn nên là vô thường. Thì niết bàn là cái gì mà do tự trang nghiêm thì đó đều là vô thường. Mà niết bàn do lấy con bảy phẩm tệ đạo trang nghiêm, do lấy lực độ trang nghiêm nhân danh thì những niết bàn cũng trở thành vô thường. Đó là cái nạn thứ hai. Cái nạn thứ ba, và cái tên phàm là có thì gọi là vô thường. Nếu niết bàn là có thì lẽ ra là vô thường. Như ngày trước trong kinh A Hàm Phật nói, thanh văn duyên giác chư Phật đều có niết bàn, do nghĩa này nên gọi là vô thường. Đó là nạn thứ ba. Cái nạn thứ tư, và thế tôn pháp có thể thấy thì gọi là vô thường. Nhưng mà trước chư Phật nói, người thấy niết bàn thì nhất trừ được tất cả phiền não, những như hư không chẳng có chướng ngại nên gọi là thường. Giả sử niết bàn là thường nhân dân, kế sau chúng sanh lại có người được, người chẳng được. Như vậy niết bàn đối chúng sanh chẳng bình đẳng, quả ra chẳng gọi là thường. Nghĩa là có người được, có người không được. Mà nếu là có người được, có người không được thì như vậy nó không bình đẳng. Mà không bình đẳng tức là cái pháp vô thường. Nhưng mà nói như vậy thì cái quan niệm này nó thế nào? Quan niệm này đối với niết bàn là một cái thể tương trùng của tất cả chúng sinh, phải không? Mà chính cái chỗ này tôi thường hay có phàn nàn một số người trí thức Tây Phương nhìn đạo Phật rồi cũng như về một cái điểm tương tự như vậy, tức là vì lâu nay học cái triết lý Tây Phương, người ta thấy tất cả đều trở về một, một là chân lý, là cứu kính. Bởi vì quen tới quan niệm đúng là có một cái tối cao duy nhất, là cái tối cao duy nhất đó thì cái đó là chung của tất cả. Cho nên mình nói đây là không phải mình muốn bài bác hay là nghị luận, mà chính để thấy rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì bên Tây Phương thì người ta thấy là Chúa, thì tất cả chúng sinh tu hành là trở về với Chúa, trở về một cái thể đó. Rồi nếu nói là triết lý thì Chúa không còn phải là một con người nữa, mà Chúa là một cái thể đại đồng, thì tất cả chúng sanh đều nhập vào cái thể đại đồng. Thì cái thể đại đồng là duy nhất, là một, cho nên chỉ được về cái thể đó thôi. Mà đã là duy nhất là một thì một người được, tất cả người cũng được. Thì đây giống như cái bẻ này, nếu là nó nước bàn, nó là cái thể chung của mọi người, thì như vậy một người được, tất cả người cũng được. Đây ngài cũng ví dụ, xuống dưới này ngài cũng dùng ví dụ. Ví dụ như con người chung một kẻ quán thù, còn con người đó là con kẻ thù chung. Thì giờ đã nếu hạ được kẻ này thì nhiều người được an lạc hết. Thì ví dụ như người nào mà giết được kẻ thù đó thì thấy được tật người kia đều được an ổn. Ví dụ có một kẻ thù hả? Nếu một con người chỉ có kẻ thù, tức là dùng cái ví dụ ngược lại thì chúng ta dễ hiểu. Đã một con người có một kẻ thù thì giết một kẻ thù đó thì tất cả bao nhiêu người được an ổn hết. Tại vì rằng nếu nó là một, nếu là một thì tất cả, nói là một người giết được cái kẻ thù đó thì mọi người đều được an ổn. Đó là một, nó là một thể chứng. Giả sử niết bàn là pháp bình đẳng, lúc một người được lẽ ra nhiều người cũng được. Những người được thì người nào cũng được hết. Đó là bình đẳng, nó là chung cùng. Bình đẳng nghĩa là chung cùng, nó là chung cho tất cả. Một người giết giết tử, giả ra nhiều người cũng giết. Nếu chẳng như vậy, tha quả là thường. Nếu nó là một là thường thì tất nhiên một người được thì bao nhiêu người cũng được. Bởi vì bao nhiêu người cũng chung một cái thể đó, thì cho nên một người được là bao nhiêu người được. Ví dụ bao nhiêu người cũng chung một kẻ thù thì giết được một, một người giết kẻ thù thì bao nhiêu người cũng được đang hướng. Như có người cung kính cúng dường tôn trọng tán thán lúc vương quân tử phụ mẫu sư trưởng thời được lợi dưỡng, đây chẳng gọi là thường.
Ngài đây là để nói rằng Ngài bác về cái lý cung kính. Nếu cung kính tôn trọng Ngài được thì cái đó không phải là thường. Tại sao? Bởi vì cái cung kính rồi được hưởng cái trước thì cái đó là nó là vô thường. Niết bàn cũng vậy. Như ngày trước trong kinh A Hàm, Đức Phật nói với A Nan, nếu có người cung kính niết bàn thì giết được chiếc sử hưởng thọ vô lượng an lạc. Do đây nên chẳng dạ là thường, nói gì niết bàn do cung kính mà được. Bạch Thế Tôn, nếu trong niết bàn có vinh từ thường lạc ngã tịnh thời chẳng dạ là thường, nhưng không có ai lại có thể nói là ngài trẻ. Nếu là nói niết bàn có vinh từ thường lạc ngã tịnh mà đã có vinh từ thì vinh từ đó là để chỉ cho những cái giả tướng không thiệt, mà đó là chỉ cho giả tướng không thiệt, cho nên cái đó là vô thường. Tại sao Đức Phật lại nói nó là thường? Đó, nếu nó là thường thì sao Đức Phật lại có thể nói đến ra được? Đó là cái ý ngài đá. Thì với cái phần sau này Đức Phật ngài mới trả lời ở trong mấy câu hỏi sau. Nghĩ phần trả lời mấy câu hỏi trước của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Bây giờ Đức Phật trình bày trả lời từ câu hỏi. Phật giải thích thể niết bàn chẳng phải trước không nay có. Nếu thể niết bàn trước không nay có thì chẳng phải vô lậu. Nếu trước không bây giờ mới sinh ra thì tất nhiên là cái bị tạo tác, mà bị tạo tác thì tức là vô thường, đâu phải là vô lậu. Pháp thường trụ, có Phật hay không Phật, tánh tướng vẫn thường trụ. Nhìn niết bàn là cái pháp thường trụ, dù có Phật ra đời, dù không Phật ra đời, niết bàn cũng vẫn như thế, không phải do Đức Phật hóa ra mới có niết bàn. Để chúng sanh bị phiền não che đậy nên chẳng thấy niết bàn, bèn gọi là không. Đại Bồ Tát dùng giới định huệ xuyên tu tâm mình, dứt tâm phiền não bèn thấy thấy niết bàn. Phải biết niết bàn là pháp thường trụ, chẳng phải trước không nay có, nên gọi là thường. Từ như vậy niết bàn sẵn có, mà tại vì mình không có thấy, bởi mình không thấy cho nên nói là không có. Bồ Tát do tu giới định huệ, các ngài dứt phiền não liền được thấy, vì vậy cho nên đối các ngài nói là có, là thường trụ. Đức Phật dùng mấy cái thí dụ để giải thích cái điều này. Ở đây Đức Phật nói ví dụ như dưới giếng ở trong nhà tối có các thứ châu báu, người cũng biết là có nhưng vì tối nên không thấy. Thì người có trí thắp đèn sáng lớn cầm soi thì thấy châu báu rõ ràng. Người trí này còn chẳng nghĩ rằng nước giếng cùng châu báu trước không mà nay có. Thì như vậy để thấy rằng châu báu nó sẵn, nằm sẵn ở trong giếng mà gì tới mình không thấy, hay là nước nó nằm sẵn ở trong giếng mà tới mình không thấy. Bây giờ chỉ chịu khó thắp đèn lên cho sáng thì sẽ thấy. Thì cũng như vậy niết bàn chúng sinh mình không được hưởng, không được biết, là tại phiền não vô minh nó che đậy. Bây giờ chúng ta chịu khó thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ lên rồi tự chúng ta thấy. Rồi từng đó thấy mới biết là niết bàn có, nhưng sự thật không phải là khi mình thấy thì niết bàn mới sinh, mà nó đã có sẵn lâu rồi. Cũng như báo đã sẵn, để sẵn trong nhà, nước giếng đã sẵn ở dưới giếng, mà tại vì mình không có đèn, không đuốc nên mình không thấy, chứ không phải mới có. Đây là cái hợp pháp. Cũng vậy, niết bàn trước vốn tự có, chẳng phải nay mới có. Vì phiền não tối tăm nên chúng sanh chẳng thấy. Đức Như Lai đại trí thắp đèn trí tuệ, làm cho Bồ Tát đặng thấy niết bàn thường lạc ngã tịnh,
Do đây nên người trí chẳng nên nói rằng niết bàn trước không mà nay có. Thì như vậy là giải đáp cái câu nạn vấn thứ nhất của ngài Cao Quý Đức Vương rồi. Bây giờ cái câu nạn vấn thứ hai, ngài Cao Quý Đức Vương nói rằng nếu mà niết bàn do tăng duyên mà được thì lẽ ra là vô thường. Thì ở đây Đức Phật mới nói, ngài Thiện Nam Tử, như ông nói do tăng duyên nó đặng thành niết bàn lẽ ra là vô thường, nghĩa này cũng không phải. Vì thể niết bàn chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải thiệt, chẳng phải hư, vân vân. Nói tóm lại một đoạn này, Đức Phật đều cố giải thích cho biết rằng niết bàn không phải là pháp tương đối, tức là cái này đối đãi với cái kia, cái có đối đãi với cái không, cái phải đối đãi cái giấy, cái tròn đối đãi cái vuông, cái sắc dân đối đãi cái sắc, vân vân. Nó không phải là cái pháp đối đãi. Mà đã là không phải cái pháp đối đãi thì làm sao mà nói nó là vô thường được. Vì vậy cho nên kết luận của Phật nói do những nghĩa này nên niết bàn là thường không biến đổi, phải tu tập pháp lành không vô lượng kiếp để tự thanh nhiên rồi mới được thấy. Tuy thường không biến đổi nhưng mà phải do tu tập rồi mới được thấy. Và chính cái chỗ này là cái chỗ quan trọng quý vị nên nhớ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, nghe nói cái gì sẵn có cho thì không muốn tu, nó có rồi tu chứ. Như vậy cho nên Đức Phật có khi nói không có, không có để chi, để mình nỗ lực mình tu. Nhưng mà đến chỗ cao đây, tức là đại niết bàn đây, thì Đức Phật nói có, mình đã có sẵn niết bàn. Nó có sẵn niết bàn để cho mình cố gắng mình tu cho nó được hiển lộ ra. Nhưng mà bây giờ nghe nói mình có sẵn niết bàn thì tất nhiên mình lại nghĩ rằng nếu có sẵn thì đâu có cần tu, mà tại sao có sẵn lại tu? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng tu có sẵn mà phải tu. Ví dụ qua ba cái ví dụ này chúng ta thấy thiệt là rõ. Cái ví dụ thứ nhất là trong nước nó có, trong bếp nó có mạch nước. Như bây giờ mình nếu có ai chỉ mình ở đâu ở xung quanh này có chỗ có mạch nước nằm ở dưới đất chừng 3-4 phút tay, nhưng mà biết ở dưới đất có 3-4 có cái mạch nước khoảng chừng cách 3-4 phút, nhưng mà biết như vậy rồi mình để nguyên đó mạch nước có hiện thì mình xài được không? Không được. Tuy nó chẳng có mà mình phải có công phu, phải không? Công phu đào đất đi đá rồi không thẳng lần từ từ để nó mới tới mạch nước. Mà tới mạch nước rồi thì nước mình dùng được. Nhưng khi đó mình có thể nói do mình đào mà có nước hay không? Khi mình không đào không có nước mà cũng không thể nói nước do mình đào mà có, phải không? Đó là cái ý nghĩa thực là sâu màu. Mình lâu nay mình cứ hiểu lầm ở chỗ đó, nó đã sẵn có mà tôi không nhớ. Thì tuy chẳng có mà không tu không ra, không được. Nhưng mà mình tu mà được niết bàn thì nó không đúng. Vì niết bàn nó chẳng có, đâu phải mình tu mà được. Đúng như cái duyên không phải do mình đào mà ra nước, mà thì nước thì chẳng có, nên nhờ cái duyên mình đào mà rồi mình được dùng nước. Thành ra cái nghĩa này qua cái ví dụ thiệt là rõ ràng. Đến cái ví dụ thứ hai, như vừa mù chẳng thấy mặt trời mặt trăng, lương y điều trị có mắt lành thì lúc đó được thấy mặt trời mặt trăng. Thì như vậy mặt trời mặt trăng do ông thầy ông giặt cho mình thấy hay là tự nó có sẵn? Thành ra ông chỉ làm sao chỉ cho con mắt mình hết bệnh thì mình thấy mặt trời mặt trăng. Thành ra nhưng mà nếu không chỉ mắt thì trước kia tôi không thấy mặt trời mặt trăng. Thì cái ví dụ thứ hai cũng rõ ràng. Thành ra cái đào đất ở trên là ví dụ cho tu hành là trang nghiêm, cái ông lương y mà điều trị cái mắt ở dưới cũng là ví dụ cho tu hành cho trang nghiêm. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như bị người bị tội nhốt ở trong khác, cái mãn nhà tù rồi cái được thả ra, ra trở về nhà đặng thấy cha mẹ anh em quyến thuộc,
Thì như vậy khi thấy anh em cha mẹ đó, có phải là anh em cha mẹ mới có hay không? Cũng là không phải, là đã sẵn có, nhưng là vì mình không được về, không được thấy, bây giờ mình trở về thì mình liền được thấy. Cũng như vậy, chúng ta sẵn có tánh niết bàn ở trong tâm hay nơi mình, mà tại vì mê lầm, mình không có hồi quang phản chiếu cho nên mình không thấy. Bây giờ một phen mình hồi quang phản chiếu, mình liền được thấy. Được thấy đó không phải là mới có, mà là đã sẵn. Thì như vậy, để thấy rõ ý nghĩa niết bàn không phải do trang nghiêm mà được, mà cũng không phải lìa trang nghiêm, thấy không? Nếu lìa trang nghiêm không bao giờ có, mà nói trang nghiêm mà được niết bàn thì cũng không trúng. Đó là cái câu trả lời thứ hai. Qua cái câu trả lời thứ ba này, chúng nam tử, ông nói gì nhân duyên nên pháp niết bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này chẳng đúng. Người chúng nam tử xét về nhân có năm thứ: một là tâm nhân, hai là hòa hiệp nhân, ba là trụ nhân, bốn là tăng trưởng nhân, năm là chuyển nhân. Đây là Đức Phật giải thích năm thứ nhân. Tăng nhân chính là nghiệp phiền não của, cũng như hột giống của cây cỏ. Như chúng ta hỏi cái gì tâm nhân của chúng ta, nghĩa là nghiệp và phiền não của thời quá khứ làm tâm nhân để cho đời này chúng ta sanh ra chịu khổ, đó gọi là tâm nhân. Cũng như cái hạt giống là tâm nhân của cái cây, và cái cây mà nó được sanh gốc từ hột giống, thành ra hột giống là tâm nhân của cái cây. Còn chúng ta, người phiền não là tâm nhân của con người đó. Nhớ tâm nhân nó là vậy. Hòa hiệp nhân, thế nào là hòa hiệp nhân? Hòa hiệp như pháp lành, hòa hiệp với tâm lành. Pháp chẳng lành, hòa hiệp với tâm chẳng lành đó. Pháp vô ký, hòa hiệp cùng tâm vô ký, gọi đó là hòa hiệp nhân. Đó là cái xấu nó hòa hiệp với cái xấu, cái tốt hòa hiệp với cái tốt, thì nghĩa là nó có sự chung hợp như vậy, gọi là hòa hợp nhân. Cái thứ ba là trụ nhân. Như dưới có cột, thời nóc nhà chẳng sập, nếu trong cây cối nhân mặt đất mà đặng đứng vững. Cũng vậy, nhờ cái tứ đại cùng vô lượng phiền não mà chúng sanh đang an trụ. An trụ đây là sao? Nghĩa là còn hoài. Còn hoài chứ phải an trụ, mà như là ở trong nước bàn, không phải. Chính kinh mà phải giữ là toàn chúng sanh ra đời này đời kia trụ trên thế gian mãi mãi đó, là bởi nói ngoài thì cũng là hơi tội nghiệp, chứ là bị tứ đại nè và vô lượng phiền não nó làm cho mình còn mãi mãi trên thế gian, nó mất cái rồi sanh, mất cái này sanh cái kia, tiếp tục luôn luôn đó. Cũng như là đất là cái chỗ an trụ của nhà cửa cây cối, như là cái cột là an trụ của cái nóc nhà nhân dân. Thì đó gọi là trụ nhân. Cái thứ ba là tăng trưởng nhân. Do uống ăn y phục làm cho chúng sanh tăng trưởng, ví như lửa chẳng đốt, duyên chẳng ăn, thì hột giống của cây cỏ được tăng trưởng. Như hàng sa môn bà la môn nhờ thầy lành bạn tốt mà được tăng trưởng, như nhà cha mẹ mà con được tăng trưởng đó. Thì tăng trưởng nhân là cái nhân giúp cho nó được trưởng thành. Thì con người nhờ y phục, nhờ uống ăn mà được trưởng thành. Còn cái hạt lúa, hạt giống nhờ không có cái gì phá nó, cho nên nó lành nó trưởng thành. Người tu nhờ có thầy lành bản tốt lành trưởng thành, như con nhờ cha mẹ lành trưởng thành, đó gọi là tăng trưởng nhân. Cái thứ năm là dưỡng nhân. Như nhân thành chú mà quỷ chẳng hại được, đọc chẳng xúc chúng được,
đó là cái vụ mà hồi xưa Ấn Độ bên mình thì không rành cái vụ đó, nhưng ngài quốc vương không có trộm cướp, đó là diễn nhân, tôi đã diễn hiểu. Như trong nước chính phủ gìn giữ cai trị đúng pháp thì trộm cướp không có, thì cái đó gọi là diễn nhân, giúp cho chúng ta khỏi bị trộm cướp. Như nương đất nước mà nằm mọc lên thì cái đó đất nước là diễn nhân của cái nằm. Như nước khoáy trong người là diễn nhân của chất cơ. Cũng như bây giờ mình làm chất cơ hai mà về cái sữa đó là thân nhân, mà cái diễn nhân là gì, tức là nước, mình quậy nước với người nấu nướng đó, đó là diễn nhân của chất cơ. Ánh sáng màu sắc vân vân là diễn nhân của nhãn thức. Đó là nhãn thức thì ở trong nó có cái nhân tính của nó, nhưng mà nhờ ở bên ngoài có ánh sáng, có màu sắc nó mới thấy, thì đó là diễn nhân của nhãn thức. Tinh huyết của cha mẹ là diễn nhân của chúng sanh. Như thời tiết vân vân đều gọi là diễn nhân, tức là cái nhân sự ở bên ngoài. Đó, như vậy là Đức Phật kể năm cái nhân. Rồi đây Đức Phật lại nói thêm: này Quyển Năm Tử, thể Niết Bàn chẳng phải do nhân như vậy làm thành. Sao ông lại nói là vô thường? Còn cái gì mà thuộc về năm nhân cái này thì đều là vô thường, còn Niết Bàn nó không thuộc về năm nhân đó, tại sao nói là vô thường? Đây Đức Phật sẽ giải thích hai nhân. Lại có hai thứ nhân, một là pháp nhân, hai là liễu nhân. Như khí cụ của thợ gốm thì gọi là pháp nhân, như đèn đuốc vân vân, so vật phân tối thì gọi là liễu nhân. Cái chỗ này quý vị nhớ, nghĩa là pháp nhân và liễu nhân, để mình hiểu cái ý nghĩa Niết Bàn mà thuộc về liễu nhân. Bởi vì pháp nhân là cái nhân tạo ra, như ông thợ gốm, ông có bàn, ông có những dụng cụ để ông tạo thành cái bình, cái bồn, cái dân. Thành cái bình, cái bồn đó do ông thợ gốm làm, thì ông thợ gốm là và những món đồ của ông là vô thường, cho nên làm ra cái bàn cũng vô thường. Mà chính ông có những dụng cụ đó nên tạo thành được những món đồ, thì những món đồ bị tạo thành đó đều thuộc vô thường hết. Còn cái liễu nhân này, ví dụ như trong nhà tối, nhưng mình có nào là mỏ, nào là chuông, nào là những món đồ đầy đủ sẵn. Bây giờ tối quá không thấy, thì giờ đốt ngọn đèn hoặc ngọn đuốc lên cho mình thấy nhà, thấy có chuông, thấy có mỏ, thấy có những vật dụng ở trong nhà. Thì như vậy cái liễu nhân đó nó có phải sanh ra những món đồ trong nhà hay không? Cái ngọn đuốc có phải sanh món đồ không? Nó không phải, mà nó chỉ làm sáng những cái vật gì sẵn có. Như vậy cho nên Niết Bàn thuộc về liễu nhân gì? Để là do cái công phu mình tu hành mà mình được thấy Niết Bàn, chứ không phải là mình tạo ra Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn thuộc về liễu nhân mà không phải thuộc về pháp nhân. Này Thiện Nam Tử, đã Niết Bàn chẳng do pháp nhân mà có, chỉ do liễu nhân. 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật gọi là liễu nhân. Bố thí là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của đại Niết Bàn. Tại sao nó bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của đại Niết Bàn? Thì tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ, Niết Bàn và đại Niết Bàn khác nhau chỗ nào? Cái Niết Bàn là chỉ cho Niết Bàn của A-la-hán, của nhị thừa. Còn đại Niết Bàn là Niết Bàn của Bồ Tát, của chư Phật. Hai cái nó khác. Mà Niết Bàn không á, thì đó là chỉ cho, như trong kinh Pháp Hoa là gọi là quá thành. Còn đại Niết Bàn thì gọi là bảo sở. Đó. Hai cái nó khác nhau. Vì vậy cho nên mình tu bố thí là thường thường á, thì đó là cái nhân để được an ổn, để được Niết Bàn theo nhị thừa, chứ không phải là cái nhân đại Niết Bàn của Bồ Tát và chư Phật.
Còn đàn Ba La Mật mới được gọi là nhân với đại Niết Bàn. Đàn Ba La Mật tức là bố thí chú kính à, tức là bố thí Ba La Mật đó. Bố thí được chú kính thì mới gọi là cái nhân của đại Niết Bàn. Còn cái bố thí thường thì chỉ có là nhân của Niết Bàn, không phải nhân của đại Niết Bàn. Nhớ vậy. 37 phẩm tọa đạo là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của đại Niết Bàn. Vô lượng vô số pháp cạo bồ đề mới được gọi là nhân của đại Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái Niết Bàn của A La Hán chỉ cần tu 37 phẩm tọa đạo là được Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn của đại thừa này thì phải là vô lượng vô số pháp cạo bồ đề mới được gọi là nhân của đại Niết Bàn. Thì tóm lại cái nhân của đại Niết Bàn tức là vô lượng vô biên công đức mới là đủ, chứ không phải chỉ có 37 phẩm tọa đạo thân là đủ. Đó là Đức Phật ngài giảng tập cho chúng ta biết rõ Niết Bàn đứng về mặt nhân mà nói thì nó thuộc về liễu nhân, chứ nó không phải là pháp nhân. Còn nó không nằm ở trong năm cái nhân trước đã kể. Và Niết Bàn này, đại Niết Bàn này trong các cái pháp trợ đạo thì nó phải là vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là đại Niết Bàn. Khoảng này ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát nghe nói bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải là nhân đại Niết Bàn. Bố thí Ba La Mật mới gọi là nhân đại Niết Bàn nhân dân. Thì ngài mới nghi, mới đặt ra những câu hỏi như vậy. Thì Thế Tôn, tại sao bố thí chẳng được gọi là đàn Ba La Mật? Bố thí thế nào mới được gọi là đàn Ba La Mật? Những đến Bát Nhã Ba La Mật. Bố thí thế nào mới được gọi là đàn Ba La Mật? Những đến Bát Nhã Ba La Mật. Thế nào gọi là Niết Bàn và đại Niết Bàn? Tức là nói gọn lại, hỏi bố thí thế nào mà được gọi là bố thí Ba La Mật? Niết Bàn thế nào gọi là đại Niết Bàn? Tức là giải thích cho rõ cái bố thí và bố thí Ba La Mật, Niết Bàn và đại Niết Bàn. Thật như giải thích này của Nam Tử, đại Bồ Tát tu hành đại thừa phương đẳng đại Niết Bàn, chẳng nghe bố thí cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe đàn Ba La Mật tức là bố thí Ba La Mật cũng như chẳng thấy, nhẫn đến chẳng nghe Bát Nhã, chẳng thấy Bát Nhã cũng chẳng nghe, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nghe chẳng thấy Niết Bàn và đại Niết Bàn. Tại sao Đức Phật lại nói lạ vậy? Nếu là như vậy cái đoạn này Đức Phật có nói cái gì, giải thích cái gì về cái câu hỏi trên hay không? Ở trên thì có hỏi thế nào là bố thí và thế nào là bố thí Ba La Mật, thế nào là Niết Bàn và thế nào là đại Niết Bàn. Nhưng cái câu hỏi này Đức Phật trả lời ở đây chúng ta chưa thấy dính dáng gì với cái câu hỏi đó hết. Mà ở đây Đức Phật lại nói người mà tu về cái kinh điển đại thừa đại Niết Bàn này á thì không nghe bố thí cũng không nghe cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe đàn Ba La Mật cũng chẳng thấy, nhẫn đến chẳng nghe Bát Nhã chân dân chẳng thấy Bát Nhã, thì như vậy là sao? Thì chẳng nghe chẳng thấy Niết Bàn thì đại Niết Bàn à. Thì ở đây đại ý Đức Phật ngài muốn giải thích cho chúng ta biết rằng nếu người tu về đại Niết Bàn thì đó là cái chỗ cứu kính, không còn có phân làm hai là có bố thí và bố thí Ba La Mật, có Niết Bàn và đại Niết Bàn, tức là không thấy có hai, không nghe có hai. Bởi vì chỗ đó là chỗ cứu kính, không còn có hai cái đối đãi. Vì vậy mà ở đây mới nói là không thấy bố thí, không nghe bố thí, dần dần cho tới không thấy Bát Nhã, không nghe Bát Nhã, không thấy Niết Bàn và không thích nghe đại Niết Bàn.
Đại Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng. Nghĩa là người mà tu về Đại Niết Bàn rồi thì đạt được cái tánh của pháp giới. Tánh của pháp giới là gì? Tức là thấy cái thể chung cùng của tất cả pháp ở giữa này, chứ không có thấy cái tướng sai biệt của nó. Nhờ thấy cái thể chung cùng đó cho nên hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng, thật tướng là không có tất cả tướng. Như như tấm mai tôi nói đó, ví dụ cái bàn này nó là do nhân duyên hòa hợp, cho nên nó không có cái tự tánh, không tự tánh, hay là theo đây thì nó là không có cái thật, có cái tướng, không có cái tự tướng của nó, tức là không có cái tướng thật của cái bàn, mà chỉ là giả hợp của pháp nhân duyên thôi. Vì vậy cho nên cái bàn này nó không có cái tướng thật của nó. Nếu mà chúng ta biết nó không có cái tự tướng của nó thì như vậy thì niết bàn, cái bàn này nó thành sao? Thành là không có cái tánh thật mà ở trong kinh Tân Luận thường nói cái bàn hay là sự vật tánh là không, phải không? Tánh là không, mà biết tánh là không mà dù tức là nó không có cái tướng thật của cái bàn, tự tướng thật của cái bàn do các cái giả duyên hòa hợp. Rồi từ cái bàn này chúng ta tìm ra tất cả cái pháp, mấy cái viết có như vậy hay không, mấy cái chuông có vậy không, cái cuốn sách cho tới cái nhà cửa cho tới cả thế giới nó đều cũng như vậy hết. Cái nào cũng đều không có tướng thật. Chỉ dụ như mình nói lớn như quả địa cầu mà nó cũng ráp từng hạt bụi, từng hạt bụi chúng lại, thì như vậy nó đâu có một cái tướng thật của quả địa cầu, mà do duyên hợp thành cái tướng đó là không có tướng nhất định. Lỗi không tướng nhất định cho nên nói nó là không có tánh, hay là tánh không, tánh không. Mà nếu là biết được cái tánh không của tất cả pháp đó gọi là biết được tướng thật, gọi là thấy được thật tướng. Nếu mà biết được cái bàn này nó không có cái tánh thật thì như vậy mình vừa biết nó không có tánh thật là biết cái bàn này là duyên khởi duyên nguyện. Cái nhà này biết như vậy thì biết cái nhà cũng duyên khởi duyên nguyện. Con người mình biết như vậy thì biết con người duyên khởi duyên nguyện. Thì như vậy đó tức là mình thấy được lẽ thật của tất cả pháp. Cho nên nói đó là thấy được thật tướng. Vì vậy nên người tu đại niết bàn này biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng. Nên là cả pháp giới là chỉ cho tất cả sự vật ở trên thế gian này gọi là pháp giới, nghĩa là tất cả sự vật chung hết lại mình biết rõ cái tướng thật của nó. Biết rõ tướng thật của nó là không có tướng. Mình biết được như vậy rồi thì mình sẽ sao nữa? Không có tướng hòa hiệp giác chi đặng tướng vô lậu, tướng vô tác, tướng như nguyễn hóa, tướng ánh nắng, tướng thành càn thác bà, tướng tống khăn, bồ tát thấy được những tướng như vậy, thời tham thân thương chẳng nghe chẳng thấy, đây gọi là đại bồ tát an trụ thực tướng. Là khi mà bồ tát là biết nó không có một cái tự tướng thật nào của mỗi pháp hết, thì lúc đó mình biết rõ tất cả pháp không có cái tự tướng do duyên hợp mà tạm có, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thành càn thác bà. Nó là cái tánh không, không thiệt. Mình hiểu được như vậy thì tham, sân, si theo đó mà hết. Đó, thì như vậy thì Bồ Tát các ngài tu đại niết bàn thấy như vậy, cho nên các ngài không thấy có những cái thiệt mà đối đãi ở trên là thiệt bố thí, là thiệt bố thí đó là mật, hay là thiệt niết bàn và thiệt đại niết bàn, vân vân. Đó, vì các ngài thấy tất cả pháp giữa này không có một cái tướng thật, chỉ có do duyên khởi vì nguyện như giá thôi. Bây giờ nếu mà chúng ta tu hành theo cái đạo Bồ Tát
thì chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ quán chiếu như vậy. Bởi vì quán chiếu như vậy thì tham sân si sẽ không còn. Như bây giờ nghe nó thân mình, mà nếu lúc nào mình thấy thân mình là thiệt, ai tập tức cái mình nổi nóng lên đó. Còn nếu khi nào mà biết cái thân mình là giả thì họ có chửi cũng cười, cái đời giả này là có tiếc gì, cho nên mình cũng không quan trọng. Vì vậy mà nếu khi mình thấy thân này là giả thì mình biết đúng giả thật của nó thì mất cái kia. Biết thân này là giả thì không còn bảo bọc nó, tránh cách nó đó, thì đó là mất cái tham. Rồi biết thân này là giả thì tất cả những cái xúc chạm đến nó mình đều tha thứ được, cho nên mất cái thân đó. Thì như vậy ngay nơi thân này chúng ta nhờ cái quán đúng lẽ thật là thấy nó chỉ do duyên khởi, như quyển như hóa, như ánh nắng, như thành càn pháp bà, thì chúng ta giết được tham sân si. Mà nếu giết được tham sân si và thường quán như vậy, gọi là Bồ Tát an trụ thật tướng, sống đúng với cái tướng thật của các pháp. Đại Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là càn ba la mật, nhận đến đây là bát nhã, đây là bát nhã ba la mật, đây là niết bàn, đây là đại niết bàn. Khi mà mình sống đúng thật tướng rồi thì lúc đó mình tự thấy, tự biết cái thế nào là vô thí, thế nào vô thí ba la mật, thế nào là bát nhã, thế nào là bát nhã ba la mật, thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn, vân vân. Cái đó phải cần giải thích. Ngài Thượng Nam Tử thế nào là vô thí mà chẳng phải là ba la mật, đây Đức Phật mới giảng tập cho dễ hiểu. Thấy về sinh rồi sao mới cho đây là vô thí chẳng phải là ba la mật. Thì bây giờ mình đại đa số là vô thí, không có ba la mật. Lại năng nỉ cho tôi khổ quá, thưa thầy thưa cô cho giúp đỡ tôi đỡ nghèo đỡ khổ, thì thấy vậy thương cho, thì đó gọi là vô thí mà không phải ba la mật. Nếu không về sinh tâm tự thí đã thời gọi đó là đàn ba la mật, tức là vô thí ba la mật, tức là không có ai tới sinh mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng của cái này nó không thiệt, nó là vô thường, thì lúc nào nó sẵn sàng thí cả, thì cái đó gọi là thí ba la mật. Nếu vô thí có thời gian thời gọi là vô thí chẳng phải ba la mật, nếu thường phải thành vô thí thời gọi là đàn ba la mật. Nếu vô thí có thời gian tức là mình bệnh là con vô thí 3 tháng thôi à, cũng nói 3 tháng không vô thí nữa. Thì như vậy trong 3 tháng đó là vô thí, còn ngoài 3 tháng mình không vô thí, thì cái đó là vô thí mà không phải là vô thí ba la mật. Nếu vô thí rồi trở lại tâm lòng hối hận, đây gọi là vô thí chẳng gọi là ba la mật. Nhiều người thì cũng hảo hứng lắm. Ví dụ như đi trong túi có chừng vài ngàn bạc, thấy người ta than thở nói rằng gặp cái tai nạn gì đó khổ sở quá, mất hết cho rồi, mất cái cho thì coi ra là dễ hảo hơn, nhưng mà cho rồi đi rồi nhớ cho không còn tiền xài với mình sao lúc đó hết hạn, thì như vậy đó vô thí không phải ba la mật. Thì đó, cái đó là vô thí không phải ba la mật á. Còn nó đưa rồi thì sao sao không còn tiếc, không còn nuối đó, thì như vậy mới gọi là ba la mật. Thí rồi chẳng ăn năn thì gọi là đàn ba la mật, tức là bổ thí ba la mật. Đó là giải, Đức Phật giải thích trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai, Đại Bồ Tát đối với của cải có bốn quan niệm lo sợ. Một là lo vua quan tịch thâu, hai là trộm cướp, ba là nước lụt, bốn là lửa cháy. Nhà có cửa cái, cửa cải thì luôn luôn nhớ coi chừng có ngày bị vua quan tịch thâu, coi chừng trộm cướp nó lấy, coi chừng bị nước lụt nó trôi, coi chừng bị lửa nó cháy. Do đó nên vui vẻ đang bố thí, nghĩa là vì nhớ cái cửa cải là vô thường. Nó tóm lại nhớ cửa cải vô thường cho nên sẵn sàng cho, không tiếc không nuối. Đây gọi là đàn ba la mật, nghĩa là bố thí được như vậy đó, là bố thí ba la mật đó. Đó là gì mình nghĩ, tức là do cái trí biết của cải nó vô thường, mình đem bố thí, đó gọi là bố thí ba la mật.
cái chỗ này chấm hết, nó không có rầm. Nếu mà đọc kỹ lại thì quý vị phải sửa. Cái bài tới gọi là đàn, đó là mạch, đó là chấm. Nếu mang được báo đài mà bố thí thì chẳng phải ba la mật. Nếu mà mình bố thí mà mong cho người ta đời đó hơn mình, bữa nay mình cho họ chứ biết đâu mai mốt họ sẽ giúp lại mình bằng hai lần ba. Nếu mình nghĩ như vậy thì không phải là ba la mật rồi. Bố thí chẳng mong báo đền thì gọi là đàn ba la mật, là bố thí cho rồi thôi chứ không nghĩ người đó phải đền ơn được nghĩa gì mình hết. Bởi vì thế nhân bố thí thường hay có mong cái đền ơn, cho nên chỉ dụ như ai mà gặp cái thời đen tới rồi phải đi nhờ đi xin những bạn bè nào thì khi mà xin đó thì họ đưa đồng tiền đồng bạc cho họ ra thì họ giúp, nhưng mà họ mong cho mong sao thầy có thấy cái gì đền lại cho họ. Nhưng mà nếu mà họ giúp rồi mà chừng 3, 4, 5, 7, 8 năm mà gặp mặt họ là vô không có đề cái gì hết á, thì họ sẽ nói sao? Đề vô ơi mặt nghĩa phải không? Cái là vô thí đó là vô thí rồi sao thân thân. Mình giúp họ mà họ giúp ơn gì mình, nghĩa là họ không có báo đáo gì mình hết, thì tất nhiên mình thân ra bực bộ rồi sân. Vì vậy cho nên vô thí mà mang đền ơn dễ bị sân lắm. Còn bố thí mà không mong đền ơn thì đưa ra rồi thôi không nghĩ gì hết. Thành ra họ biết ơn cũng tốt, không biết ơn cũng tốt, thì sao cũng được hết. Thì đó, bố thí như vậy mới gọi là ba la mật. Nhưng ngoài thế gian thì ít có ai là bố thí ba la mật. Tôi thí dụ chuyện gần nhất là như quý và bà đi cúng chùa. Do cúng chùa tức là bố thí cho tam bảo của người. Nhưng mà bố thí trong ốc nhang mà cầu hơn cả chục việc, thấy không? Thì như vậy đó, ba la mật hay là không phải ba la mật. Kính dường tâm bảo trong ốc nhà mà cho con tôi khỏi điên lính cho gì gì đủ thứ chứ. Giả sử ngoài lo chừng mấy chục nhà hay trăm nhà cũng được, mà vô cúng bà sẽ từng lạc, ít chừng lạc, còn muốn được những chuyện tâm như vậy. Đó, thì thấy cái thứ mà chẳng những không ba la mật mà còn sao. Còn đúng là cái buôn bán để chết ở dưới Phật nói. Đó là buôn bán để chết. Thành thử là cái ba la mật thì sẽ ra lào mà không còn, không còn nhớ. Ở đây Đức Phật có nói, nếu vì kính tạ, vì tiếng tâm lợi lộc, vì gia pháp tương tiền, vì cầu vui cõi trời, vì kiêu mạng, vì hơi nghề, vì quen thân, vì cầu báo đền thời duy, làm buôn bán đổi chết. Tự giờ do phải của những bố thí bây giờ hầu hết là nằm ở trong cái đó. Một là vì chính sợ mà bố thí, sợ nếu mà mình không có giúp cho người đó, sợ mai mốt cho họ có cái gì khác quán giận mình. Ví dụ như trường hợp có mấy tướng lính à, họ có súng có ống rồi tới nó cho tôi bộ như này liền cho liền đưa, không có muốn tiếc, không có muốn cần chờ. Đó gọi là gì? Sợ mà đưa thì không phải là bố thí. Vì kiếm tâm lợi lộc, tức là có những cái cuộc bố thí như là có nhiều trường hợp ta tổ chức á, tổ chức giúp cái này giúp cái kia đó, giúp các ngành từ thiện rồi đó, mà về người nào giúp được nhiều được thì họ có hơi nhiều, thì cái đó là mình muốn cho tỏ ra mình là người có lòng tốt, người hảo hứng chung dân, giúp cho thiệt nhiều để được kiếm tâm, thì cái đó là một trường hợp. Vì gia pháp tuyên truyền, tức là vì ông bà cha mẹ cũng như trong nhà nó quen một cái thói quen ở trong gia đình, là cha mình làm vậy thì mình làm vậy. Ví dụ như có nhiều gia đình thấy mẹ hay cha ai tới xin được cho thì mấy đứa con bắt trước thấy thì cho vậy thôi, chứ ta không có ý thức gì trong việc bố thí hết. Vì cầu vui cả trời, cái này là Phật tử mình vừa lắm, nghĩa là bố thí cho đến đời sau hoặc là làm người hoặc là lên cả trời được hưởng được thứ vui đó. Vì kiêu mạng tức là bố thí một cách là để tỏ ra ta đây là người hơn thiên hạ, vì hơn người đó. Ví dụ người ta cho 1 đồng mình cho 2 đồng, người ta cho 1 trăm mình cho 200 để cho hơn người ta. Vì quen thân đây thì gần gần đây trong nhà chùa cũng có cái nạn đó,
nghĩa là khi nào mà tới nhà Phật tử mà quen rồi thì họ giúp, còn những chư khác lạ thôi họ không giúp, đó là vì cái chỗ quen thân mà họ giúp, vì cầu báo đền. Vì cầu báo đền tức là cho đó mà cầu thì sau này người đó sẽ đền ơn được lại mình nó nhiều hoặc là nó bằng. Từ những cái lối kiến như vậy, Đức Phật nói là buôn bán để chết, đó là buôn bán để chết rồi qua lại nhau thôi, chứ nó không phải thực là cái bố thí. Đức Phật nói ví dụ như người trồng cây để được bóng mát, được bông trái, hoặc để được cây gỗ, mình trồng ra để mà mong mình hưởng, chứ còn không có nghĩa là làm được để giúp cho người ta hết khổ, mà mình làm đó là mong hưởng. Mà chính bây giờ đa số chùa đều dạy Phật tử mình giống giống như vậy, ráng người ráng ưu thứ đời sao hưởng thứ thì cái chỗ nào phải vậy không, như sư hưởng thứ cạnh như vậy thì cứ dạy Phật tử mình đối chết không à, chứ không có phải dạy dạy Phật tử mình ưu thứ thiệt. Nếu ưu thứ thiệt tức là nó là của cải là vô thường, vì cúng dường tam bảo, vì làm lễ chúng sinh mình nên đem ưu thứ, chứ đừng có nói họ hưởng, đời sao hưởng cái này hưởng cái nọ. Nếu mà nói hưởng thì tức là nói theo cách đổi chết. Cũng như đây ví dụ mình trồng cây, thì khi mình trồng cây thì mong gì, mong nó lớn được hết trái, hoặc là có bông để mình ngửi mình ăn, hoặc là để sau mình cắt làm gỗ, thì tức như mình làm để mình mong được kết quả mình hưởng, thì đó là cái lối đổi chết. Với người tu hành mà bố thí như vậy thì gọi là bố thí, chẳng phải là ba la mật. Như vậy tu tên là bố thí mà không phải là ba la mật. Đó là Đức Phật ngài giảng đặt cho mình thấy rõ. Đại Bồ Tát tu hành phương bản đại niết bàn, chẳng thấy người bố thí, cũng như chẳng thấy kẻ lãnh thọ và của cải, chẳng thấy thời tiết, chẳng thấy phước điền hay chẳng phải phước điền, chẳng thấy nhân duyên quả báo, chẳng thấy người làm kẻ thọ, chẳng thấy nhiều hay ít, tịnh hay bất tịnh, chẳng khinh người lãnh thọ, cũng như chẳng khinh thân mình hay của cải, chẳng để ý người ngó thấy hay không ngó thấy, chẳng trách mình cùng người chỉ vì pháp thường trụ phương bản đại niết bàn mà thực hành hành bố thí, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh mà thực hành bố thí, vì giúp tất cả phiền não cho chúng sanh mà thực hành bố thí, chỉ vì chúng sanh nên chẳng thấy người thí kẻ thọ cùng của cải mà thực hành bố thí. Từ chính cái đoạn này giống hệt như tâm kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói là sao? Bố thí mà không thấy, có mình là hay bố thí, có kẻ thọ thí và có Phật bố thí. Thì chính hồi đó, mấy năm về trước, tôi dạy tới mấy cái chỗ đó tôi buồn. Tôi cảm thấy rằng mình làm cũng được. Như mình là mình bố thí, thấy rõ ràng mình bố thí, thấy rõ ràng có người thọ thí, và thấy rõ ràng món đồ vật mình đã bố thí. Mà tại sao Phật nó không có thấy cái đó? Thì hỏi cho mình làm sao mà làm được cái này? Nhưng mà làm được không có khó. Bây giờ thấy rồi, cái mấu chốt này nó rất là dễ dàng. Làm sao làm được? Làm sao bố thí mà không thấy mình bố thí? Thấy vật đem ra bố thí và không thấy kẻ thọ thí. Chỉ cần dừng cái trí tuệ bát nhã, thấy mình không thật, chúng sanh không thật và đồ vật không thật, thì như vậy có cái gì là mình bố thí, có cái gì là người thọ thí và có cái gì là vật đang bố thí, phải không? Đó là dùng trí tuệ bát nhã thấy rõ ràng mình không thật, cái duyên sanh duyên, người cũng duyên sanh duyên, vật cũng là duyên sanh duyên, bố thí mà có trí tuệ đó gọi là bố thí ba la mật. Thì nghĩ vậy hả? Nghe thiệt mình tưởng là như thế không bao giờ làm được, là tại vì mình sống với cái phàm tình và mình cứ nghĩ theo mình. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán chiếu, cho nên nói rằng chỉ có bát nhã thì mới có bố thí ba la mật, mới có trì giới ba la mật, mới có tinh tấn ba la mật. Nếu thiếu bát nhã thì không có cái nào ba la mật được hết. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ, khi mình làm việc bố thí, mình luôn luôn thường quán chiếu mình không thật duyên tâm như nguyện, vật không thật duyên tâm như nguyện, người thọ thí cũng không phải chiến tranh nguyện, thì đó là mình bố thí ba la mật chứ không có gì hết. Tức là bố thí
đi đôi với trí tuệ. Đây Đức Phật có dùng mấy cái thí dụ, 40 thí dụ, 50 thí dụ. Giống như có người cá xuống biển lớn, ôm lấy tử thi mà được thoát nạn, đại về tác tư đại nước bàn lúc thực hành bố thí, cũng như ôm lấy tử thi để vào bờ, được vào bờ. Thành ra cái bố thí đó là cái của cải, nó rất là tạm. Bởi vì cái của cải mình đem cho đó là cái rất là tạm, nó không phải là cái chính đáng. Vì đó là cái vật vô thường, nó không có thiệt, nó không phải là cái thứ chính. Nhưng mình mượn cái tạm, cái vô thường đó để mà mình đi tới cái chỗ thứ chính. Vì vậy cho nên ví dụ như mình rớt xuống dưới biển và mình nên cái tử thi mà được vào bờ. Tuy cái tử thi là cái tạm, cái tầm thường, nhưng nhờ nó mình được lên cái bờ an ổn. Nếu như người bị nhốt trong một kiếm, cửa nẻo đều đóng chặt, chỉ có lỗ cầu xí đèn do nơi đó chui ra mà được thông thả, đã về tác tu hành đại niết bàn, lúc phải thành bổ thí cũng như vậy. Bởi vì khi mình biết đại niết bàn là cái pháp bất sanh bất diệt, mà bây giờ bổ thí là bổ thí bị sanh diệt, phải không? Bổ thí nó sanh diệt, nhưng mà nguyên cái bổ thí này để rồi mình được đại niết bàn, hay đến đại niết bàn, thì cái đó cũng như là nguyên mơ cái lỗ cầu xí mà mình thoát ra khỏi ngục tù. Thành ra cái đó không phải là cái quan trọng gì hết, nhưng mà nhờ đó mà thoát khỏi ngục tù. Với những người sang quý gặp nạn gấp kinh sợ, không có chỗ dựa nương, bèn nhờ nương nhờ chuyên đà la, tức là nhờ cái kẻ rít hạ tiện. Thì lối thí đối với người tu đại niết bàn cũng giống như vậy. Nếu như người bệnh nặng vì muốn được làm mạnh nên uống cái thuốc dơ, ví dụ như những người bệnh tức rồi đó, họ phải uống nước tiểu rồi dơ, mà nó nhờ cái đó mà hết được bệnh thì người ta cũng vậy, tôi đã niết bàn phải thành bổ thí cũng như vậy. Như bà lão hôn chậm nước nước mùa đói khát thì mạng sống là ăn thịt chó. Ăn thịt chó thì cái đó là cái lực sống của bà lão hôn, nhưng mà nhờ nó mà được sống còn thì tạm thời cũng dùng được. Đại Bồ Tát tu niết bàn phải thành bổ thí giống như vậy đó. Ngài Thượng Nam Tử trong đại niết bàn những việc như vậy từ vô lượng kiếp đến nay chẳng nghe mà được nghe. Giới luật cùng Thi La Ba La Mật nhận đến Bát Nhã Ba La Mật, cùng Bát Nhã Ba La Mật đến Bát Nhã, cùng Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng trong kinh Tạ Qua Đức Phật đã giảng rộng đó, thì cái phần đó trong kinh Tạ Qua có nói rõ. Ở đây Đức Phật lược Thầy Thiện Nam Tử, thế nào là Bồ Tát tu đại niết bàn chẳng nghe mà được nghe? Đó, lặp lại câu hỏi khi sáng. 12 bộ kinh nghĩa lý thông thúy, từ trước chẳng nghe, nay nhân kinh này mà được nghe đầy đủ. Trước giàu được nghe nhưng chỉ nghe danh tội, nay ở kinh này mới đặng nghe nghĩa lý. Thanh văn duyên giác chỉ nghe danh tội của 12 bộ kinh mà chẳng nghe nghĩa lý, nay ở đây kinh này được nghe đầy đủ. Đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Đức Phật giải thích thêm ý nghĩa chẳng nghe mà được nghe. Trong tất cả kinh của Thanh văn duyên giác, chẳng nghe Đức Phật có thường lạc ngã tịnh, chẳng rốt ráo nhập diệt Tam Bảo và Phật Tánh, không có tướng sai khác. Người phạm bốn tội trọng tội, chỉ bán kinh điển đại thừa, tạo tội ngũ nghịch và nhất chuyển đề, tất cả đều có Phật Tánh, nay kinh này mà đặng nghe. Đó, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Tức là những kinh kia chưa từng nói đến những điều này, bây giờ tới kinh đại niết bàn Đức Phật mới nói ra những điều này, thì gọi là chẳng nghe mà được nghe.